3, 4, 5. 5 tờ, đúng rồi. 5 tờ là nhiêu? 10 tỷ. 10 tỷ. Đơn ly hôn. Bây giờ tôi muốn cô không có tồn tại trong cái nhà này nữa. Cho nên cô ký đi, rồi biến ra khỏi cái nhà này cho tôi. Cái gì vậy? Chúng đồng đắc thiệt. Ổn đại rồi. Hả? Trời, thiệt á hả? Thánh thần độ ổng hay gì mà ổng trúng 10 tỷ số đặc biệt vậy? Ê, chuyến này là ông công, ổng ấm no luôn rồi nha. Nói nghe nè, bớt bớt cái miệng lại giùm cái đi. Trời ơi, ổng mà biết á, tao nói cho mày nghe nha. Ổng chửi tao trên đầu chửi xuống luôn á. Biết sao không? Ổng dặn tao á là không có nói cho ai nghe hết trơn á. Lỡ như người ta lại người ta xin xỏ ổng, hiểu không? Trời ơi, cái miệng gì quá trời quá đất kìa. Ê, mà ổng có cho con Ngọc không? Mày hỏi thừa thiệt luôn á. Nghĩ sao con gái ruột của ổng không cho? Ổng trúng 10 tờ đúng không? Ổng lấy 5 tờ, ổng cho con gái ổng 5 tờ. Trời ơi, con ơ luôn á mày. Chuyến này nha, tao nói hả, bà Tám á hả, bà vô mánh luôn. Thôi đi đi má, chuyện gia đình người ta nhiều chuyện quá. Đi nịnh. Anh ngâm chân nè anh. Ok. Ai da. Dạ. Này mày điên hả? Anh. Mày điên hả? Mày điên hả? Mày điên hả? Hả? Dạ. Tôi kêu mày lấy nước ấm thôi, mày lấy nước nóng làm gì? Mày tính hại chồng mày chết, mày kiếm thằng khác đúng không? Dạ không có. Đã ăn bám rồi, lấy cái nước rửa chân cho chồng mà làm không được là sao? Anh ơi không phải. Tại hồi nãy em lấy nước cái anh nói là nguội quá. Em mới châm vô miếng nước sôi cho anh chứ bộ. Miếng nước sôi nè hả? Đấy hả? Đó, mày thử cái cảm giác sôi của mày coi. Dạ. Em xin lỗi anh ơi. Cái con điên này. Mày khùng hả? Chứ bây giờ em biết làm sao cho vừa ý anh đây. Thì anh đòi nước nóng thêm thì em cho thêm nước nóng thôi à. Cái con điên này bữa nay mày trả trèo với tao nữa hả? Mày sao trèo với tao? Thôi mà anh. Hả? Làm gì anh đánh em hoài vậy? Bây giờ em làm sao cũng không vừa ý anh hết á. Anh thấy á, bây giờ tất cả công việc nhà nè, cái gì em cũng làm hết. Em có nghỉ ngơi được giây phút nào đâu. Mà cỡ nào cũng không vừa lòng anh hết à. Rồi giờ sao? Mày muốn cái gì? Bữa nay mày ăn cái gì mày gan quá vậy? Mày dám cãi lời tao luôn á hả? Mày điên rồi hả? Bữa nay tao chết. Mày điên rồi. Mày được. Thôi. Ê à. Anh vừa vừa phải phải thôi nha. Anh đánh được một lần đánh hoài hả? Anh thấy có ai mà làm dâu làm vợ giống như tôi không? Không khác gì một con ở hết. Tôi phục tùng hai mẹ con anh vậy là quá đủ rồi. Anh tưởng tôi sợ anh hả? Anh tưởng tôi không dám ly dị hả? Chẳng qua từ đó tới giờ tôi nhường nhịn hai mẹ con anh là tôi muốn giữ hạnh phúc gia đình thôi. Bây giờ quá đáng quá rồi. Ly dị đi. Mày dám nói cái gì? Tôi nói ly dị á. Ok, ly dị thì ly dị. Mày bước ra khỏi nhà này á, mày sống được á, tao đi bằng cái đầu. Cái thứ ăn bám như mày, cái thức thất học, vô giáo dục mà mày đặt bỏ đi nữa hả? Thử mày bước ra khỏi căn nhà này đi. Không có cám mà ăn nữa đó con. Anh đừng khinh người. Bây giờ anh thách tôi hả? Tôi viết đơn ly dị liền. Cho anh ký nè. Viết liền đi, tao ký đó. Trời đất ơi, cái gì mà đi mở cửa ra là nghe sầm rồi. Đất ơi. Cái gì tùm lum vậy? Mày kiếm chuyện mày đánh vợ mày nữa ha sao vậy? Từ đây về sau không có đánh nó như vậy nghe chưa? Tao nghe cái gì ly dị á? Ai nói gì ly dị? Nhưng mà bây giờ con không thể nào ở trong cái nhà này được. Mẹ thì mẹ không thương con. Còn chồng thì cũng không có đối xử tốt với con nữa. À, con ơi, nghe mẹ nói nè, bớt giận đi. À, đâu phải muốn ly dị là ly dị đâu. Đừng có nói vậy, vợ chồng sống với nhau mà cứ hở ra cái ly dị. Cho mẹ xin lỗi nha. Nè mày cản nó làm cái gì, để cho nó đi đi. Im. Cho mẹ xin lỗi đi. Từ hồi trước giờ mẹ đối xử với con vậy á, là chẳng qua mẹ muốn cho con hoàn thiện hơn thôi. Chứ thật sự mẹ cũng không có ý gì xấu với con đâu. Từ đây về sau á, mẹ sẽ không có đối xử với con vậy nữa. Ha.
bây giờ con không có lấy cái gì làm tin được hết. Nếu như mà mẹ thật sự mẹ thương con, mẹ muốn con ở lại trong cái nhà này, giờ mẹ cho con một số vốn muốn làm ăn đi, để ảnh không có nói là con ăn bám ảnh nữa. Mẹ đưa con 500 triệu đi. Cái gì? 500 triệu? Mày khùng hả? Mày biên áo hả? Thôi, tao nói mày thôi, mày có nghe không? Mẹ sao vậy? Mẹ cái gì? Thôi được rồi, để mẹ chuyển cho. Còn mày nữa, từ đây về sau á, tao cấm mày làm con Ngọc nó buồn á. Mày mà mày làm nó buồn nữa hả, mày tới số mày với tao đó. Còn bây giờ hả, xin lỗi vợ mày đi. Gì? Xin lỗi. Chứ sao? Xin lỗi vợ. Từ đây về sau chồng không bao giờ đánh vợ nữa đâu. Chồng sẽ thay đổi, yêu thương vợ hơn. Được chưa? Cái gì đó. Còn mẹ, mẹ nhớ mẹ hứa mẹ chuyển cho con, mẹ chuyển gấp nha. Rồi, để mẹ chuyển liền cho con. Mẹ gì? Sao vậy? Sao cái gì mà sao? Không có được cãi lời tao. Tao nói sao là phải làm vậy. Mày cãi mày chết mày tao. Rồi mày vô coi. Thôi mày lẹ đi. Tủ ở đây nè. Kiếm hết coi. Mệt quá. Lấy đâu biết kiếm. Có cái gì đâu mẹ. Thì kiếm bên học tủ bên đây nè. Mày kiếm bên đó chưa? Rồi. Có cái gì đâu, đồ đạc không mẹ. Có cái gì trong mấy cái túi nữa coi. Ba lô đồ đó. Mệt quá đi. À cái vỏ của nó nè. Kiếm coi. Phải cái này không? 3, 4, 5 tờ đúng rồi. 5 tờ là nhiêu? 10 tỷ. 10 tỷ nổi da gà. Nói về. Con cất, con giữ. Cất cho kỹ vô không? Đi xuống mở cửa liền cho nó. Y kế hoạch mà làm nghe chưa? Con biết rồi. Của cô nè, ký đi. Đơn ly hôn là sao mẹ? Rõ ràng là mẹ đâu có muốn con với ảnh ly hôn đâu. Sao giờ mẹ đưa con này? Đó là lúc trước, còn bây giờ á khác rồi. Bây giờ tôi muốn cô không có tồn tại trong cái nhà này nữa, cho nên cô ký đi rồi biến ra khỏi cái nhà này cho tôi. Mà sao tự nhiên mẹ bắt con với ảnh ly hôn? Đâu có gì là tự nhiên đâu. Thì căn nhà này không có muốn chứa cái loại người như cô. Vô công rỗi nghề. Ký đi rồi biến đi. Ok. Nếu như mà tới ngày hôm nay, những cái gì mà con làm cho mẹ với ảnh vẫn khiến cho cả hai người muốn con phải ly hôn, thì con sẽ chiều lòng hai người. Con ký rồi đó. Giải thoát cho hai người. Tôi đi á. Khoan, từ từ. Mẹ ơi. Cái gì vậy? Chúng đồng đắc thiệt. Lộn đại rồi. Hả? Lộn đại rồi nè. Cái gì? Nè. Cái này tờ giấy số ở đây An Giang mà chỗ số ở đây Đồng Nai lộn đại rồi. Sao mà lộn được hả? Không có lộn đâu. Tôi làm á. Ê, mà tôi nói nhỏ thôi nha. Bà đừng nói nghe nha. Ê, hai bà. Để tao quýnh tôi chết. Tôi có chuyện này nhờ hai bà nè. Hàng xóm với nhau không à. Nếu như mà bây giờ hai bà làm được á, tôi gửi mỗi người 5 xị ăn uống cà phê ha. Trời, cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Đâu ra mà dễ kiếm tiền dữ vậy? Tôi nói thiệt mà. Đây nè. Bây giờ chỉ cần hai bà làm theo kịch bản của tôi, hai bà
tung tin đó là ba của tôi trúng 10 tờ giấy số độc đắc, cho tôi 5 tờ, giữ lại 5 tờ. Mà đặc biệt nha, hai bà nói như sao mà lúc đó có mẹ chồng tôi á thì càng tốt. Tôi gửi trước hai bà luôn nè, ráng làm cho tốt nha. Ok, cái gì ngại chứ, nhiều chuyện mà có tiền á, mua gì mà không làm. Đúng rồi đó. Với lại nói nghe nè, bà chọn đúng người á. Bà không biết tôi là nữ hoàng nhiều chuyện hả? Trời ơi, mấy cái chuyện đó tầm thường. Trời, tôi nói chừng cái là bà tin liền, biển tâm đi. Vậy nha. Thì ra là mày hả? Chính mày đã bày mưu lập kế để hãm hại mẹ con tao phải không? Lừa gạt mẹ con tao phải không? Tôi không có hại gì hai người hết. Nếu như mà bà không có tham thì sao bị như vậy hả? Coi như 500 triệu đó bù đắp cho cái khoảng thời gian mà tôi làm trâu làm ngựa cái nhà này đi. Hai người tham thì hai người chịu. Tính toán với người ta thì bây giờ gặp quả. Mà cũng đừng có quên nha, bây giờ tôi với anh ly dị rồi, không có dính dáng cái gì hết. 500 triệu đó là của tôi, luôn cả một nửa tài sản với cái nhà này. Tôi đi à. Nè. Mày 500 triệu. Mẹ. Sao vậy mẹ? Mẹ.